Okay, video này bằng hai nhóm pi được biết là khả năng remote nữ DNS server. Bạn chẳng nằm bay remote nữ DNS server dùng cho được căn Windows server thằng ọc ní. Okay, nằm bay remote DNS server dùng cho được căn manage. Bạn ní cứ môn bây là dùng remote dùng khởi nhá, cứ DNS server nằm tin ní. Chẳng nằm bay remote vô biệt thá Remote rule and feature mà chọn lựa biệt mất. Bật top mất chọn biệt thà next, next tiếp. Top mất uncheck này cứ DNS server chẳng dừng uncheck biệt mất. Ok, bật top mất chọn biệt thà remove feature. Bật top mất chọn biệt thà next. Và next tiếp. Ok, bắt đầu máu dừng áo server bỏ dừng restart mùi tới bắt đầu bị remote hào thách lưu năng máu bắt đầu máu chốt bị thá remote bạn ở việc đào chọc dần tới Ok, và tập đi remove job computer bởi dưỡng Windows Server bởi dưỡng năng restart. Ok, bắt đầu bị restart job vì nâng bị chạy thà remove all succeed chẳng mình này thà dương ban remove rồi hay. Ok, chạy bị thà close chẳng DNS server bởi dương thử ban lục chênh bạc này chẳng video này miên tay bản năng bạc xong ở cùng